đưa hơn 340 công dân Việt từ Australia về nước. Ngày 7 tháng 8 năm 2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Australia đưa hơn 340 công dân Việt Nam về nước. Ngày 7 tháng 8 năm 2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Australia đưa hơn 340 công dân Việt Nam về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Trước tình hình chính phủ Australia hạn chế đi lại và đóng cửa giữa các bang do dịch COVID-19, các cơ quan đại diện đã làm việc với cơ quan chức năng sở tại, bố trí rừng ở hai điểm Sydney và Melbourne để tạo thuận lợi cho công dân di chuyển đến sân bay, đáp ứng các yêu cầu về xuất nhập cảnh. Các cơ quan đại diện đã cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp quá trình xuất cảnh, lên máy bay của công dân được nhanh chóng và an toàn. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định. Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.